Ơi, Sơn xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Sơn xin giao lưu với nhà mình một cây sơn trà Ninh Thuận nha mình nha. Chứ không phải cây sơn trà này ở cạnh Quảng Nam, Quảng Ngãi nha mình. Cái này là dòng này là dòng ở Ninh Thuận, hoa cũng rất là thơm luôn nha. Cây này có mã số là 95. Cây này có hoành là 100, cây cao là 50 nha mình nha. Sở dĩ cây này nó như thế này là do nó chỉ còn lại một mạch sống ở bên này thôi. Một mạch sống bên này thôi nha mình nha. Còn lại bao nhiêu là lũ thép hết luôn. Lũ thép có nghĩa là lũ này không có một nửa nha mình nha. Cây này cũng gần thành phẩm rồi. Cây này nó giống như là anh một bên và em một bên đó nhà mình. Đó nó na ná như vậy nó. Cái này nó giống như là nó hồi sinh lại đó nhà mình. Tại vì cái cây này là giống như người ta đã đốt cháy nó rồi. Rồi bắt đầu nó hồi sinh lại. Nó chỉ còn một mảnh sống thôi nhưng mà nó vẫn hồi sinh lại nha mình nha. Đó nó trở thành một cái tác phẩm rất là ok luôn. Lũ này là lũ thép rất là đẹp luôn. Ai mà mê lũ là nên sưu tầm cái cây này nha mình nha. Lũ này quăng lũ rất là ok luôn. Rồi Sơn quay cận cảnh cho mình cùng tham khảo thêm nha. Lũ rất là đẹp. Nhà mình xem lũ nè. Mình xem nè, quăng lũ nè, sớ lũ nè, mê luôn. Lá nó này nhà mình, cái dòng này cũng ít có cho nên là cũng ít anh em có nha mình nha. Sơn trà Ninh Thuận nha mình nha. Đây, lũ nè. Rất là đẹp luôn. Sơn rất là mê lũ. Dù chỉ còn một mạch sống thôi, nhưng mà cây nó vẫn hồi sinh được nha mình nha. Đây, lũ nè, quá đẹp. Nhìn xem. Lũ quá tuyệt vời luôn. Cái này là còn một mạch sống tự nhiên nha mình nha, chứ không phải là sơn ghép vô đâu. Mạch sống tự nhiên luôn. Đó, bên này. Rồi, Sơn sẽ đây, mình xem cây nó quay tự nhiên đây. Cây này thùng chậu lâu rồi nha mình nha. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình. Nếu mà nhà mình ưng ý giao lưu thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409 nha mình nha. Và nếu giao lưu được Sơn xin trích phần trăm ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên đăng ký kênh của Sơn để mà sau này có duyên thì nhà mình giao lưu với Sơn nha. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình.